Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ là bà nội em Kobe đang chỉ em Kobe tưới cây này. Tại vì bà nội có cái bình bự này á, chứ có cái vòi kia là nó biết dùng ấy, tại vì nó hay tưới nước với mẹ ở nhà lắm. Tưới hoa cho mẹ ở nhà lắm. Đó, công việc này công việc rất yêu thích kiểu của em Kobe mỗi buổi sáng. Với mình ấy. Yay, Kobe. Good job. Good job, Kobe. Okay. Want this one? Okay, ready? Let's do it. Here we go. Wow. Bà nội em Kobe mới trồng quá trời cây ở đây luôn. Với ở đằng sau vườn nữa. Nhiều hoa lắm. Good job. One more, right here. Ready? Just gonna do these. Good job. Okay, let's do these. Come here, over here. Let's do these. Hi, Papa. Okay. Ông nội mới ở nhà em Kenzie về đó. Okay, here's one more. Here's this one. One more. Right here. Papa's home. Papa's home. Papa. Papa. Kobe Papa. Ơi. Thích Papa lắm. Thích chơi với Papa lắm. Đang tưới cây với bà nội mà Kobe. Good job. All right. Oh Dan. Oh Dan. Đây là cái lần này là cái gì, cái hiên nhà đằng sau nhà đó mọi người. Thì ở đây là ông bà nội em Kobe đã phủ cái này này mọi người, thì nó không phải là kính đâu, nó là lưới ấy, để chống muỗi đấy đó. Xong bắt đầu là mình ngồi đây là vẫn có gió thổi vào, vẫn được hưởng khí trời bình thường, và có quạt ở đây nữa, cho nên là rất là thoải mái luôn, không có sợ nóng đó. Mà bây giờ là ông bà nội em Kobe trồng rất là nhiều cây xanh ở đằng sau như vậy này đó, nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi tưới cây cùng bà nội em Kobe nha. Mọi người nhớ cái đợt mà mình qua đây xong mình quay cái vườn của ông bà nội em Kobe không? Lúc đó nó chỉ có là cỏ với lại cái hàng rào trắng thôi, chưa có những cái cây đâu. À có cái cây kia, với cái cây này nữa. Đó chứ không có cái hoa cỏ gì hết. Đây là bà nội em Kobe mới trồng gần đây thôi. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không? Buổi sáng mà ngồi đây mà nhìn ra từ cái này mà nhìn ra rất là đẹp luôn. These are called a Mexican petunia and they're purple. Yeah. How do you say purple in Vietnamese? Tím, màu tím. Xin màu tím. Yes. And this is these right here. These are called hibiscus. Oh, and these are just palm trees. Is that hibiscus on a tea, right, Mama? Yes, this is a hibiscus. Oh. And it's just they're beautiful and they're very and look over here. Wow. Here's a beautiful hibiscus. Oh, cái hoa này giống hoa gì ở Việt Nam nhỉ? Hoa dâm bụt ấy. This right here is a beautiful hibiscus. Mm-hmm. And every day you can see, look at all the new blooms that are coming. Oh yeah, they're so healthy. Yeah, they're very healthy. And then this is called, the yellow one is called a buttercup. Mm-hmm. This is called a buttercup and it's yellow. So it's got all this color back here. The palm tree back there is not doing as well, so we may have to dig it up. But and then these are called a wild rose. Oh. So, I thought that those were kind of pretty. Yeah. But anyway, and look at this one. This one's going nuts. And it's beautiful. Yeah. Yellow. Yeah. How do you say yellow? Màu vàng. Màu vàng. Yes. Màu vàng. And then this one, this pink bush, I have no idea what this is, but isn't that pretty? Yeah. And when that all blooms pink, we probably need to move one of these because it's overchoking it. The reason that we wanted a lot of flowers here in Florida is because when we moved from Kansas, it's very cold and it snows a lot. Snow. Yeah. It snows and so it's very cold, and so we would plant really pretty flowers in the summertime and they would die in 3 months. Yeah, very fast. Very fast because it got too cold. Mm-hmm. So we didn't get to enjoy the bright purple and yellow and pink and
and red, yellow, green, all the pretty colors. In Kansas, everything was gray and dead. And so moving here, all year long, we can enjoy the bright, pretty color flowers. So I wanted a yard full of beautiful garden. Yeah. Yeah. Daddy? Yeah. Hey, oh, here's some dinosaurs. Hôm nay lại lôi thêm đồ chơi xuống dưới cho anh ấy chơi đây. Oh my goodness, another load. Baby ơi, that's the only one room. She have another room like this too. And it goes all the way around here. Oh my goodness. Huh? That roar. That roars. How do you make it roar? Dinosaur. Wow, Kobe! Oh, dinosaur Kobe, wow. I know he has one of these, but I couldn't resist the Thomas the Train Popper. Yeah. He comes. He loves and poppers. That, and there's a... Here, Nana. Kobe, Kobe để nhẹ nhàng thôi chứ. Oh, Chris. Now, these are different. That might be a little advanced. Yeah, yeah. You want it to go? Thank you. So this is a little advanced. Oh, yeah, he likes those actually because like it helps us with learning because I buy him little things like a lion and a zebra and a giraffe. What about this? Oh yeah, he loves that. Words with here's like elephant. Oh my goodness, yeah. Oh my goodness. Like this, he and loves then we'll these. Keep, and then this is a dinosaur. Kobe, what's this? Kobe, what's this? Kobe, con gì đây? Kobe. Nó nhìn thấy cái đồ chơi khác rồi. Kobe, what's this? Kobe nói được con này mà. Kobe à, Kobe con nói con này cho mẹ nghe coi. What's this? Con gì đây? Con so voi. Modes of transportation, maybe not yet. He knows what it says. Yeah. Here's all the sand toys for later. Mm-hmm. For today, Mackenzie's going to say, like, what are we doing today? Yeah. So we'll maybe the chocolate. Nó nói được nhiều từ lắm á, các cô các chú mà hả? Cứ thấy mẹ quay video là nó không nói đâu. Yeah. So phải để kiểu lừa lừa, phải giấu cái video đi á, thì nói nó mới nói đấy. Đúng không, Kobe? Cho nên các cô các chú thấy con không có nói trong video lại tưởng là con không chậm nói đấy. Kobe ơi, vào phòng nào, Kobe đi ra đi nào. Trời ơi, đây là phòng của bố mẹ chồng mình đó, phòng đây. Kobe ra ngoài đi, nhanh lên ra ngoài cho mẹ đóng cửa nào. Đó, mọi người ơi, hôm nay là bà nội em Kobe là sẽ dạy cho em Kobe rất các loại xe này. It's left to put stuff in places, right? Oh, yeah. So, like, I bought him all these mess buckets, and then you put them in here like this, see? Oh, wow. So, Chris, right there is the matchbox. Can you get a few mess buckets underneath the... Yeah, they're there, but... Kobe, maybe ơi. We'll just have to get them out. I think these are a few ideas of things I... I think this one right here, like to go in the toy hauler, like right here, it can haul cars. Ooh, we got airplanes. Kobe, 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 airplane. Kobe, máy bay này, máy bay. So, Daddy, show him. Kobe, look, Kobe, look. Kobe, look, airplane. This is the bigger trucks. Oh, Chris, let me show you the other bedroom. Impressed with this, you're gonna really be impressed with the. Like we can put these cars in there. I think. I mean, later on we could teach him the colors of the cars. Yeah. Like blue, yellow, red. But see, then these go. Have you got the toy hauler? Right here. Right here. Right here. Okay. And then see, you open this up like this. You open it and you put the little cars in there. Like that. Oh, that's you awesome. Like that? He likes putting things in. Yeah. Places, yeah. Right? Yeah, he like putting things in the, you know, different places. So we can take that down and that we can teach him about trains and airplanes and helicopters and like there's motorcycles and different, there's different transportation. We can teach him about that and zoo animals. Yeah. And I've got a couple of fences. Do you think maybe he's not quite ready for that yet, but here's some ideas. So we can do this and... Yeah, I can help Carrie. Baby, oi, help Carrie. Oh, Chris. First, yeah. Let me show Chris the other bedroom. Can I go show... Oh, yeah, let's show. Baby, your son gonna get lost here forever. So here is the real thing. Bà nội đang cho bố Quýt coi cái phòng kia đó mọi người. Ôi, Kobe ơi, Kobe có thấy mình may mắn không? Kobe thấy mình may mắn không nào? Quá trời đồ chơi luôn ha. Đúng không? Ôi, chơi sung sướng ha, nhưng mà từ hôm qua giờ nó mải chơi lắm, nó chẳng chịu ăn gì cả. Ăn có chút xíu à, toàn uống nước với lại uống sữa, uống nước cam. Ăn trái cây nhiều thôi à.
Rồi, nốt ngày hôm nay thôi nhá. Biết không? Cái gì đó, máy bay, Kobe nói đi, máy bay. Máy bay. Kobe, máy bay. Máy bay. Helicopter. Helicopter. Đúng rồi, máy bay là nó nhìn lên trời. Máy bay, helicopter. Yeah. If you look, I mean, some of these are old cars. Hot Wheels has been around for 20 or 40s. Probably at least years. Yeah, I remember mom told me that is a lot of this were your toys. When we were like 3 or 4, grandma bought us a Hot Wheel car. And from the time we were like 3 to 18 years old, every single Christmas she would always buy us a Hot Wheel car. We were long past that age where she was still just giving us each one of us a Hot Wheel every year. But I bet we look through these, like this one, I'm pretty sure I had this one when I was like, you know, I don't know, it's probably 20, 30 years old. But all these cars, now this was an older car for sure. This was like a 19... Wow, mom still keep everything, baby. Yeah. Đó. Cầm một giỏ đồ chơi xuống cho Kobe chơi nha. Hôm nay tha hồ mà học nha. Cẩn thận nào. Cái này nó không có cái bám gì ở nhà mình đâu. Đưa tay này, đưa tay này, đưa tay cho mẹ nào. Đưa tay này. Ấy sao ném thế? Sao ném đồ chơi thế? Bẻ bây giờ. Cái này này. Kobe ơi, từ từ thôi. Rồi đi, từ từ thôi. Rồi, toàn món yêu thích của Kobe thôi ha. Bà nội em Kobe đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà này mọi người. Nói chung nhà mình ăn sáng cũng đơn giản lắm. Oh, awesome. Ok. Bà nội bảo là chứ các con phải ăn hết trái cây đi nhé, không thì là nó bị nẫu ra đấy. Bảo là ôi rồi cái đó mẹ yên tâm, nhà con là đạo trái cây luôn mà. Rồi, Kobe ngon quá nhỉ, bà nội làm đồ ăn sáng cho Kobe nè. Hôm nay em ăn sáng bằng trứng với lại rau chân vịt này, với lại bacon là thịt sông khói nè. Ở đây là chuối này, nho này, dâu này. Trời ơi. Xong rồi nó uống hết một ly nước cam rồi. Đây là ly thứ hai đó các cô bác chú. Nó rất là thích nước cam luôn. Nào uống nữa không? Uống miếng nữa không? I can get my own place. Just have yourself. Thank you, mama. Oh, don't worry, you can go through that so easy. Look at them waiting for you. Yes, thank you, mama. Give you some fruit? Yes, please. You want some fruit, baby? Yeah. Later. I had to hide the cheeses. Those are so good. Oh, the cheeses, yeah. Put them away, man. I guess there's some toast here, some berries. Anything else you'd like, Mom? Oh, anything for Papa, Mama? No, Papa. He's over at their house for an hour. If there's anything left, tell you later. Okay, hôm nay là bữa sáng của mình nè. Rất là healthy luôn. Hôm qua nhà bà nội được bà nội chuẩn bị đồ ăn cho thật là sung sướng. Kiểu mới được thảnh thơi ấy mọi người. Oh, thank you so much, Mama. You're welcome. We'll thank you for taking care of me. Well, that's another thing I can do to help you. I can do your laundry. I can cook you a few meals a week. I can watch your kid for free and I can teach him. I can come up with a lot of different new ideas to go doing the video. Oh, whoops. It's okay. Mời mọi người ăn sáng với tụi mình nha. Với nhà mình chứ. Kobe ăn cái này đi nào. Đó, thấy không? Nó lựa trái cây nó ăn không à? Mama, look. He goes straight to the fruit first. He a fruit and veggie lover. No more though. Oh, he can eat the whole thing. But let him eat some eggs first. Mm-hmm. Don't throw away his eggs though. We'll put him away, okay? Yeah. He will eat the Kobe. What's that mean, Kobe? Ngày ngày gì? Oh, that is too big, it's not. Oh no, he can eat a whole piece like this. But Bobby, he ate a lot already. Mm. I like these with the broccoli in them. App. Yes. Berry. Blueberry. Blueberry. Purple. We eat the berry. Eat it. Purple. Good job. Mommy.
Mm. I like these. They're good. What? No, but lay down. The blueberry will sweet too, Mama. Are they good? Sometimes, you know, my body, this is so I pack these sour. In Mackenzie's lunch, and sometimes I'll take a bite of them and it's like, ugh. Bella? Where's Bella? Bella, right here. Bella, look. Hi, Bella. Come see Nana. Bella? Here you go. Delaney? Here. DeLuca? Oh, she has something bad. Maybe I want them sharing. I would have played a food over there, Chris, if you have any space. Don't overfill yourself, but... Be right back. Want some bacon? 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 Yeah. He wants you bacon. Bacon? Baby, that's a few Vietnamese words that he wants to say. Alexa, play toddler tunes. I'm gonna turn this cooler down a bit. Alexa. Ok mọi người ơi, nhà mình mới ăn sáng xong. Vừa nãy giờ là mình với mẹ chồng mình ngồi á, mẹ chồng mình mới cho mình. Đây mọi người biết là cái gì không? Có thể mọi người sẽ không đoán được là cái gì đâu. Bởi vì đây là những cái ý tưởng mà mẹ chồng mình đã lên và hỏi tất cả các bạn của mẹ chồng mình ở đây, rồi là họ hàng ở đây ấy, những người mà đang sống ở Florida này. Đó, để cho mình những ý tưởng để làm video đó mọi người. Thì hôm nay là mình có một cái video chính thức để gọi như chia sẻ với mọi người về cái về những cái vấn đề làm video của mình ấy. Tại vì mình quay cảnh gia đình của mình rất là nhiều. Thì có thể là các bạn coi video các bạn có một cái cảm nghĩ, một cái suy nghĩ khác. Có những cái bình luận nói là mình kiểu như mình làm video như vậy thì người Mỹ là họ rất là riêng tư, rồi là họ cảm thấy như bị ép buộc vào video của mình, rồi là những cái vấn đề gì nữa nhỉ? Đại khái là mình không có nên quay video của gia đình mình rất là nhiều như vậy ấy. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một chút xíu ở đây, đó là đó mọi người thấy không? Đây là cái minh chứng rõ rệt luôn, bởi vì nãy giờ là ăn sáng xong là mẹ chồng mình chỉ nói về những cái ý tưởng để cho mình làm video thôi. Mẹ chồng mình muốn giúp mình hết sức có thể, bởi vì đây cũng như là một cái công việc của mình ấy mọi người. Đó cho nên là mọi người yên tâm nha. Nếu như mình không có được cái sự ủng hộ của gia đình ấy thì mình sẽ không làm được video đến bây giờ đâu. Gia đình mình, tất cả mọi người đều rất là support, rất là kiểu ủng hộ ấy, rất là cho mình những ý tưởng ấy. Tại nhiều khi đó mọi người biết không, ở nhà thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có làm những video nấu ăn, đi chợ hoặc là cho mọi người coi chỗ này chỗ kia. Thế nhưng mà đấy thì lại không phải là cái mục đích chính của mình, cái topic, cái chủ đề chính trong cái kênh của mình. Bởi vì mình muốn cho mọi người coi cái cuộc sống thực sự ở bên Mỹ như thế nào, và một cái gia đình của gia đình nhận kiểu như là người Mỹ thì họ thực sự như thế nào ấy. Sẽ có người này, sẽ có người kia, thế nhưng mà đây là cái truyền thống gia đình của mình, và mình muốn lan tỏa cái giá trị của gia đình với mọi người ấy. Đó, thì mọi người yên tâm là tuần này thì mình rất là nhiều ý tưởng để làm video. Bây giờ thì mình sẽ phải kiểu như là tìm hiểu coi là những cái chủ đề nào mà mình có thể thực hiện được vào thời gian nào, bởi vì là trong tuần thì bố cứ phải làm việc á. Cho nên là chỉ có mẹ chồng mình với lại bố mẹ chồng mình với em Kobe này, với có em Iza nữa là tham gia cùng mình trong video thôi. Đó, thì còn một cái vấn đề gì nữa nhỉ? Có cái vấn đề thứ hai là mình thấy cũng có rất là nhiều người đề cập rồi. Thế nhưng mà hôm nay thì sẵn là mình nói luôn về cái việc là mình hay gọi bố mẹ chồng mình hoặc những người lớn ấy là you guys. Đó, you guys thì mọi người nghĩ là như dịch ra tiếng Việt là kiểu như là gã này hay là người này, người kia đó. Thì kiểu như là mọi người cảm thấy, mọi người nghe nó không phải là tôn trọng. Thế nhưng mà trong tiếng Anh khi mà mình gọi những người lớn ấy, là you guys là điều hết sức bình thường. Con cái gọi bố mẹ, con cái gọi cô bác chú gì hay là ông bà đều được hết. Right, Pam? Right, baby? Right. And when I call you like you guys, is that like a disrespectful? No. Disrespectful. I don't think so. I hope not. I've been saying it my whole life. Maybe I've been disrespectful. Yeah. Right, yeah. Mama? No, it's not disrespectful at all. It's just a saying like, hey, come on. Hey, you guys, let's go do this. It's not boys or girls. Or it's not disrespectful. It's just a saying. Old people say that to young people. Young people say that to old people. I used to call Dad, you old bastard. That's how I address Dad. That's the proper way. That's disrespectful. That's the proper way. That disrespectful. That to address your dad. You say, you old bastard, get over here. Oh, thank you, Mom, for helping me explain. Sure. Absolutely, and we're gonna have fun. We're gonna go to the ocean, and we're going to swim with dolphins. Yeah. And we're gonna see manatees. They're going on the endangered species because they're dying because there's not enough natural sea life. Yeah, they're going to go extinct. So we're going to go learn about those and show Kobe the
the sea life this yeah. week. Yeah. Oh, high five, Colby. High five. High five. Yeah. Oh, you want mommy? Okay, come here, mommy. Yeah. Okay, ngồi đi ôm mẹ đi. Ôm mẹ coi. Ôm mẹ coi. Ôm mẹ. He loves hugging mommy. He does. Yeah. Oh my God. Colby ơi, ghét thằng Colby lắm. Ok mọi người, bây giờ là để xem là một chút xíu nữa nhà mình sẽ làm cái hoạt động gì thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nhá.